chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình khá là vui các bạn ạ. Sau khá là lâu thì mình không làm video, hôm nay mình đã chờ đợi một món quà. Đây là một món quà, mà là không phải món quà các bạn ạ, mà đây là một cái món đồ chơi để mình tạo ra nhiều video hơn cho tất cả các bạn xem. Đó chính là một chiếc flycam các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn khui hộp. Đây là con Digi Mavic, rất là thú vị luôn, bởi vì là dùng cái con này khi mà mình bay lên trời, với cả dần mấy hôm nữa là Tết nữa đó, thì mình sẽ có cái nhiều cái cảnh đẹp để có thể quay hơn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Mình vừa đi làm về xong các bạn ạ, thì bưu tá họ gọi là nhận hàng. Đấy các bạn có thể thấy là nguyên một hộp đồ bóc hộp lên trên giường. Đấy, mình sẽ cắt từ đầu này nhé. Digi Mavic Mini mình mua với giá 9.650.000 các bạn nhá, chưa kèm thẻ nhớ. Mình mua số này rẻ hơn một chút, nếu mà mua ở shop khác là 9.950.000. Bởi vì là những cái shop khác thì họ có kèm thêm thẻ nhớ nữa cơ. Bây giờ mình mua mình có thẻ nhớ rồi nên là mình cũng không mua thêm nữa. Đó. Ui các bạn ơi. Wow. Đây là một cái con flycam Digi Mavic đó, SE combo, bản combo 3 pin các bạn nhé. Thơm quá. Các bạn có thể thấy đây, giờ mình muốn bóc quá, bóc luôn. Không có cả giấy bảo hành nữa các bạn nhé. Đã thu tiền bán hàng qua điện thoại. Đó. Đây là của anh Nhật Nguyễn các bạn nhé. Đó. Thì mình sẽ để cái số điện thoại của anh Nhật Nguyễn ở đây. Đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Zalo với số anh ấy để hỏi. Hoặc là các bạn có thể lên web google.com Nhật Nguyễn Camera nhé, để có thể mua cho mình một cái sản phẩm như thế này. Này có cắt ra không? Không phải bóc rồi. Mình lần đầu bóc cái này như là hơi bỡ ngỡ nên các bạn thông cảm với mình nhé. Không biết được ở đâu luôn. Đấy. Bóc ở bên dưới các bạn. Mình nghĩ là thế của mình nấp bóng thế này là nó một ta như hộp điện thoại luôn đấy chứ. Cái này thì không bằng một con iPhone các bạn. 9 triệu mấy thì chắc là không bằng con iPhone 13, còn là 12 thì như một nữa. Wow. Ôi các bạn ơi, một vali sợi, có cả mã vạch luôn này, có cả cái code QR, mã code QR này. Mình sẽ mở ra các bạn nha, các bạn chờ đón cùng mình không nào. Wow. Wow, rất chi là tuyệt vời. Máy đây các bạn ơi. Đây là chính là máy nha. Wow, tuyệt vời. Rồi, nốt ra luôn. Đó, thì mình sẽ nốt cánh ra nữa nhá. Một con máy này. Đây là chắc là một cục hộp sạc đấy. Mình sẽ mở ra nhá. Đó, có hai pin sẵn này, hai pin sẵn với một cục pin ở trong cái con flycam này nữa. Đó, đây mình nghĩ cái này là cái gì đây ta. À, đây là cánh dự phòng các bạn, có cả dây sạc luôn nhé. Đó, dây sạc các thứ này. Cái này là cái gì ta, mình không biết, tí nữa mình sẽ hỏi sau các bạn. Còn đây là cái ốc, cái tô vít để mà xoáy. Để cho cả vào đây nhé.
Đây có cả mấy cái loại ốc kiểu này, như là mình muốn thay cái này này, mình sẽ tháo ra. Mấy cái này thì mình sẽ, tí nữa mình sẽ sạc trước. Cho này vào đây nhá. Cho cánh vào các bạn. Đó. Nói chung là mở hộp thì hàng này là hàng limited, chỉ có Trung Quốc ấy các bạn ạ. Hàng Trung Quốc. Mình chơi này mình cũng sợ cấm ấy. Bởi vì là cái hàng, mặt hàng Bifern hay cam này kiểu như là không người lái. Ở Việt Nam mình cấm chơi phần hay cam. Đây là sẽ là cái hộp điều khiển các bạn nhé. Đó, cái điều khiển nó khá là nhỏ gọn thôi. Đó, một cái con phần hay cam này các bạn có thể cầm trên tay này. Bé vừa lòng bàn tay. Đấy, một cái hộp điều khiển này. Mình sẽ nộp ra nhé. Rồi, đi gì à? Cái này là DJI. Thôi, có lẽ cái này mình cứ dán ở đây. Bảo hành. Đấy. Rất là ok luôn các bạn. Đây là chắc là những cái mà giấy tờ đi theo với cả hướng dẫn sử dụng. Rồi. Đấy là những cái này thì mình quá quen về cái con Flycam DJI này rồi. Nên là giờ mình sẽ thử test xem cho tất cả bạn xem các bạn nhé. Đó, cái này mình để lại. Hoặc là bây giờ mình cũng sẽ sạc luôn. Này, mình nghĩ là đây là cái ổ sạc này. Còn đây là ổ gì mình cũng không biết đâu. Là cái này tí bật đấy. Thôi, bây giờ thì mình sẽ thử mở con Flycam này ra các bạn nha. Ui, nó ra luôn. Khét đấy nhỉ. Khét thật. Đấy sợ. Nột cái đèn luôn các bạn nhé. Đó. Rồi ra mình dán ạ. Nói chung là sau khi mở hộp thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Các bạn thấy sao về sản phẩm này thì các bạn có thể comment dưới comment nhé. Mình phục vụ cho cá nhân. Sắp tới là mình có quay nhiều cái video, như ví dụ là đi quay từ trên cao review quán ăn các bạn, quán ăn, nhà hàng hay là tiệm tóc gì đấy, các thể loại luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ mang ra kia các bạn nhé. Dán vào đây. Ok. Giờ mình sẽ mang ra bên ngoài và thử xem như thế nào các bạn nhé. Ok. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang quay cái hình ảnh trực tiếp từ con DJI Mavic Mini SE. Đấy, bây giờ mình sẽ phóng lên vào quê hương mình vào buổi tối các bạn nhé. Thì vừa xong mình quay video vào buổi tối. Đấy, bây giờ là mình sẽ tông sáng lên này. Đó, sáng sáng lên một tí các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy là đây nhá, mình đang điều khiển rất là chất luôn. Bây giờ thì mình sẽ test con DJI Mavic Mini cho tất cả bạn xem nhá. Lên nào. Đó, các bạn có thể thấy hình ảnh bên trên. Nếu mà bên trên vào buổi sáng và ban ngày ấy, thì hình ảnh khá là đẹp luôn các bạn ạ. Còn là buổi tối thì trời chúng mình có sương mù ấy. Đó, các bạn có thể thấy đằng trước mình có cái nhà khá là to. Nhìn này gọi là biệt thự luôn các bạn. Chất luôn này. Đấy, các bạn có thể thấy là lúc này đi quay về khá là ok luôn. Hiện tại máy bay ra cách xa khoảng độ 250m rồi. Với độ cao là 60m các bạn nhé. Wow, các bạn có thể thấy quê hương mình rất là ok luôn đúng không? Đó, quê hương mình vào buổi tối thì thật tuyệt vời các bạn ạ. Mỗi tuần hơi sương tí thôi. Còn lại mọi thứ ok các bạn nhé. Mình sẽ cho lên này. Với độ cao khoảng 100m thì nhìn xuống thì cũng khá là mờ các bạn. Giờ mình sẽ cho xuống các bạn nhé. Nên trên cao sương mờ lắm. Với cả mình dùng cái con... Mình ơi đừng nói, mình ơi đang quay video. Bây giờ thì mình sẽ cho xuống các bạn nhé. Cho xuống ở chỗ mình thôi. Bởi vì là cái con Flycam này mình bay là bay vào buổi tối thì trời nó sương mờ nên là mình sợ nó rớt máy. Chưa
trên càm mình cào. Đó. Giờ mình sẽ phóng theo chiều xuôi gió các bạn nhé. Đây là chiều xuôi gió này. Mình sẽ phóng nhanh nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho xuống các bạn nhé. Đây là chợ sáng vào ban ngày. Giờ mình sẽ cho flycam xuống các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Và nói chung là mình test thử trong một cái video vào buổi tối như này. Còn vào ban ngày cơ, hình ảnh sẽ đẹp hơn nhiều các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Trong sắp tới, mình sẽ làm được nhiều clip về con flycam này. Nhiều cái trò mới lý tưởng hơn các bạn. Ví dụ như là đi chôn người ta khi mà người ta đang ra đồng, người ta đang cấy, chôn người ta chạy toán loạn. Nói bé thì thôi, không may là sao thì chết. Đấy, thôi thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nhé. Bye bye.